Bắt chó ra là thịt luôn. Bắt chó. Chó này bị nằm ở chất người này. Con chó cắn. Ngứa. Bông bị dính à? Tôm. Dạ dính không? Tất cả ơi, tất cả đến này, tất cả. Bông đi, bông nấu tôm rồi này. Tôm á, ngon nhờ. Bố phải có kem chứ. Có kem cho mọi người ăn đi chứ. Thế rồi. Thịt con cá heo ra này, làm thịt cá heo ra nấu luôn. Có phải con cá heo mà là con cún, không phải ai con này cẩu. Con gà này. Con vịt. Còn con gà đây này, con gà ở đây này. Phải ném con gì á chứ? Con gì đây? Rồi nấu đi xem ai nấu ngon để bố quay điện thoại. Còn chi mà sẽ cháu nấu ngon hơn. Đâu? Bây giờ chi nhận nấu xong biển. Bố ơi, đem cái cổ chi. Xong rồi, hết rồi. Nấu cho tây nè. Hết rồi. Tây con mực. Bố nấu món gì? Đây rồi, đây. Chứ cơ quá tạch cao gì này. Ăn đi. Ăn thử món cơ ăn ngon hơn. Chắc chắn sẽ là cây. Món gì? Ăn đi. Rồi. Bộ. Nhưng mà ai ngon hơn bố? Chi ngon hơn? Cô lần thứ hai phải là bóng nha. Ừ. Bây giờ lần thứ hai sẽ là chi thua nha. Bây giờ đấy là bấm nấu. Bây giờ đấy là để có đĩa này rồi. Hay là làm này. Bây giờ chỉ cần nấu được nó có hải sản ngon. Để rồi hai chúng ta được một xào chua đi. Xào chua hả? Bây giờ chúng ta phải cần đến nhau ngon. Wow. Và đông tây. Bây giờ bố bỏ tô vào. Bây giờ bố sẽ nấu này. Bây giờ sẽ nấu dâu tây. Quên rồi, chị nấu hai món đi nha. Bấm mới cho chị bấm bỏ vào đấy. Bây giờ bố sẽ hai bông nấu món dâu tây đi. Chị nấu món quả dâu hộ cho. Đây. Rồi, xong rồi, chín rồi. Rồi, bắt xuống đĩa nhá. Bán sơ đĩa. Để đây. Để đây này. Bấm lấy tôm hùm với chứ. Tôm hùm. Bỏ ngô nào. Nấu, chín rồi. Đây, lấy cái này. Để tôm. Bánh cùng với ngô. Cái này mình đi ăn nhiều quá. Cái bông quên à. Cái đếm 1 cam mất rồi. Cái đếm 1 cam á. Nhưng mà bông lấy. À đây. Trời ơi. Trời ơi. Chứ đi đĩa ngô cùng nào. Nó sợ biển. Mẹ bông về tắm đi. À bông về ăn nè. Bông về ăn miếng đi nhá. Ok. Bây giờ bông về cho chim nè. Cảm ơn.